Bắt đầu thực hành bắn súng có cái gì nhỉ? Súng đâu nhưng mà súng đâu? Ôi, cái sao cái thằng mày này ngu thế nhỉ? Ui, có cái đầu hổ gì nó đốt máu mọi người nè. Mình nhấn vào xong là bị đốt máu nhá. Chắc là đây đây, súng bên này. Ngáo vãi. Ui, súng phun lửa, súng mới anh em ơi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop sikeo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop sikeo.vn. Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sikeo nha. Ngày hôm nay thì Kẹo rất là vui khi mà lại có mặt tại đây và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm Free Fire phiên bản OB24 nhá. Đấy. Phải nói là rất là vui khi mà Kẹo là một streamer được trải nghiệm trước cái phiên bản này nha mọi người nha. À, và phiên bản mới của chúng ta thì cái sảnh chờ, cái nền ấy, nó sẽ mang cái phong cách đấy là sa mạc. Và chúng ta sẽ cùng xem nào sẽ là nhân vật mới của phiên bản OB24. Sẽ là nhân vật gì đây mọi người ơi? Ok. Ui, có mấy nhân vật mới luôn cơ. Dasa thì với kỹ năng của Dasa đấy là giảm độ giật khi di chuyển 5% này, giảm độ giật chung xuống 5%, tức là khi mà anh em di chuyển thì nó sẽ được giảm độ giật nha mọi người nha. Ok, Dasa. Yo, ngoài ra thì chúng ta còn có thêm nhân vật mới là Zai. Zai là chỉ huy của một SWAT. Và cái kỹ năng của Zai đấy là sau khi hạ gục đối thủ thì băng đạn của súng sẽ tự động được nạp lại 10% giới hạn của băng đạn. Đấy. Tức là nếu như mà các bạn chơi cái con nhân vật Zai này thì khi hạ gục mạng là nó sẽ tự nạp đạn luôn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái con nhân vật nữa, đấy là nhân vật Sver nha. Với nhân vật Sver này thì nó sẽ có một cái tính năng, đấy là tiêu thụ 40 máu để tăng sát thương lên 10. À, tức là anh em có thể là sử dụng máu để tăng sát thương lên người đối thủ cơ. Đường quyền đủ má, ngày bữa nay có tiền rồi. Đi đường quyền mạnh ghê luôn. Ui, phải nói là một cái kỹ năng vô cùng là đột phá luôn mọi người ơi. Yo, tuyệt vời. Như vậy thì theo như Kẹo đánh giá là ba cái con nhân vật mới chuẩn bị ra mắt trong phiên bản OB24 thì nó tuyệt vời anh em ạ, với những cái tính năng cực kỳ là hay ho luôn ạ. À, thì mình sẽ thử cái con nhân vật này trước đi anh em ơi. Trông rất là điển trai. Ôi giời ơi. Nhận thì mình sẽ mua nó với giá là bao nhiêu kim cương đây? Mạng lát quá mọi người. À được rồi, thì hiện tại mình sẽ lựa cái con nhân vật này đi mọi người ơi. Server võ sĩ luôn anh em, mua nhá. Server test này là mua rất là rẻ, chỉ với 100 kim cương thôi anh em ạ. Mua cả nhân vật nữ luôn này. Wow, cái này 200 kim cương là anh em có cả cái bộ trang phục luôn. Phiên bản test thì phải nói là anh em mua đồ rất là rẻ luôn ạ. À, phải mua thêm cái con nhân vật nữa nha mọi người nha. Wow, nhân vật Dasa trông rất là cute, phô mai que. Wow. Đây có phải con pet mới của chúng ta không? Gấu mèo Rocky này. Ui, đáng yêu ấy. Xong bạn ấy đi, cu tay hột me chưa? Ồ, oh, đáng yêu mọi người này. Con gấu mèo đáng yêu dã man nhá. Ấy, tuyệt vời luôn á. Mình sẽ mua con này. Mình sẽ mua con này. Yo. Trông này nhiều vai mọi người ơi. Phiên bản mới này, con pet này trông cute dã man nhá. Ơ, nhưng mà hiện tại thì cái con nhân vật này trông nó cùi quá mọi người ơi. Mình sẽ phải mua thêm cái trang phục cho nó đi anh em ơi. Ok nha. Yo, lựa cái bộ nào đây mọi người? Chắc là mình mua đại cái này đi. Trông que gì vậy? Ui, cái này thì không nhìn thấy cái con nhân vật mới đâu ấy. Kệ luôn anh em ơi. Mua lấy tính năng thì quan trọng gì đâu. Ây, trông ngầu vãi mọi người ơi. Và phải nói là cái đồ họa của phiên bản Free Fire OB24 rất là sắc nét luôn mọi người thấy không ạ? Trời ơi. Trông kiểu xịn và ai luôn ấy. À, anh em ơi, bây giờ là chúng ta sẽ cùng khám phá thử cái đảo huấn luyện coi. Hình như là đảo huấn luyện mới á mọi người. Yo. Nào, chúng ta sẽ cùng coi nhá. Đây mọi người thấy không ạ? Hiện tại thì mình đang bật ở cái mức đồ họa cao nhất nhá. Ui, trông kiểu đẹp dã man luôn anh em ấy. Đổ bóng các thứ. Bắt đầu thực hành bắn súng có cái gì nhỉ? Súng đâu nhưng mà súng đâu? Ôi, cái sao cái thằng mày này ngu thế nhỉ? Chưa súng đâu ấy. Ui, có cái đầu hổ gì nó đốt máu mọi người nè.
Mình nhấn vào xong là bị đốt máu nhá. Tính năng của con vật này đấy là đốt máu để tăng cái lượng sát thương ấy. Ok. Chế độ bắn súng thì các bạn cũng sẽ phải ra ngoài mua súng với mua giáp các kiểu, mình quên mất. Chắc là đây. Súng bên này. Ngáo vãi. Ui súng phun lửa, súng mới anh em ơi. Rồi là chúng ta còn có thêm một cái cây đấy là Parafel này, hai cây súng mới luôn ạ. Này M21 luôn nè mọi người nè, trời ơi toàn súng xịn ghê ha mọi người ơi. Đây ok anh em ơi, thì mình sẽ vào thử chỗ này xem là thực hành bắn súng làm sao anh em nhé. Cái này là súng phun lửa trước này. Ui xịn vãi. Súng phun lửa này, không biết là nó có tự sạc phần trăm không anh em ơi. Cái súng phun lửa này hình như là nó không tự sạc phần trăm, các bạn phun hết là các bạn không xài được nữa nè. Đây bắt đầu thực hành bắn súng mọi người nhá. Ok chúng ta đứng ở đây nhá, súng phun lửa luôn. Ui súng phun lửa thì sát thương là 19 nha mọi người nhá, nhưng mà nó đốt rất là nhiều 19 này, nếu mà bắn ra ngoài thì sẽ là 6. Đây thử cái này. Cái này là M21 thì phải. Oh my god. Wow. Thật sự là đam bắn rất là mạnh luôn anh em ơi. Ui xịn vãi. Ok, qua đây nhá. Xem là chúng ta sẽ có thêm cái công trình gì mới không đó mọi người. Khu vực tự do của chúng ta thì mình chỉ thấy là chỉ có cải tiến về nâng cấp đồ họa thôi này. Game rất là sáng nha, vô trong game nha, tuyệt vời hình ảnh. Ở đây có cái gì này? Anh em ơi, ở đây có cái gì này, mình vô thử xem ạ. Nào. Ui. Ở đây có một cái phòng hoàng gia này mọi người nè. Ui ghế massage. Phim mới đêm. Ui, kiểu nhiều đồ xịn vãi, cái này là phòng quẩy nhà cả mọi người. Mọi người có thể xem những cái bản tin hay là cái gì, kiểu ngồi đây xem tivi cũng được này. Ui cái này trời ơi, phiên bản mới OB24 hay vãi mọi người ơi, xịn chưa kìa. Ấy vào trong này là anh em ơi, cái động tác là anh em sẽ cầm gậy nhá. Wow, yo ấy, where you say ấy, một chấm là say đắm, hai chấm là đắm sang, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là lên luôn. Hay vãi. Ở đây còn một cái đường ra đi đâu nữa nè mọi người nè. Hình như là ra ngoài đúng không? Cái này là ra ngoài, thế thì mình thử qua những cái khu khác xem là nó làm sao anh em ơi. Ui. Cái xe này này mọi người ơi, hình như là cái chế độ đường đua tử thần sắp quay trở lại rồi anh em thấy không? Cái này là cái súng bắn của xe luôn á. Đây này. Ui. Đường đua tử thần khả năng sắp quay trở lại nhá anh em có thể là đây tăng tốc nitro với anh em có thể bay nhá. Coi xe này, cái này quay đầu à, quay đầu hay nút gì ấy mình không biết nữa, nhưng mà ui kiểu này là đường đua tử thần sắp quay trở lại trong phiên bản Free Fire OB24 rồi, quá xịn anh em ơi. Ui nào anh, được anh em ạ. Anh em thấy không, đường hầm thì rất là to rồi, chả biết cái nút quay lại để làm gì, chỉ biết là cái nút pip còi này. Tăng tốc nitro, ui đồ họa xịn và hai anh em. Nhảy luôn, bay luôn. Chế độ đường đua tử thần sắp quay trở lại rồi nhá. Thế với anh em hóng vãi, mình hóng cái này rất là lâu rồi. A few moments later. Ok, thoát khỏi trường tập bắn thì để ra được cái khu đấu luyện là anh em phải qua chỗ này. Nhưng mà chắc là mình mua thêm đồ đi. Đây nhá, mua thêm nấm cấp 3 mọi người nhá. Thế thôi. Súng thì mình phải mua lại cơ, thế thì cứ test mấy cây súng mới đi. Cầm súng phun lửa này, M21 này với lại cây Parafel ok. Trang bị thì mình cũng sẽ mua lại thôi, mua thêm thôi anh em ơi. Anh em let's go, vào khu đấu luyện thôi nhở. Vùng giao tranh đây. Test cái súng phun lửa này chắc là hay lắm này mọi người này. Đêm hôm giờ không biết là hình như là đây hiện tại mình đang chơi trên server Indo hay sao ấy. Ui vãi, gì ấy? Ôi bạn ơi. Tôi cáu với bạn rồi đấy. Hiện tại mình đang xài cái cây cây gì đây anh em? M21 để bắn khá hay mình bảo rồi mà. Tính năng của nó thì ok rồi.
cầm súng phun lửa bây giờ bắn mới vui này. Để xem là cái thằng còn lại ở đâu anh em. Úi ôi, chạy đi em ơi. Ơ đứng. Úi ôi. Úi ôi, chạy đi em ơi. Cáu nhỉ, anh em nhỉ. Mày đùa tao đấy à? Được rồi, thử cái cây. Úi. Raphael thì anh em có thể bắn liên thanh được. Quên mất, nó bắn 7K98 kìa. Rồi, ok. Cầm cái này sơi lại luôn thôi. Mình phải ngại các bạn cơ. Nào. Mình phải ngại các bạn cơ. Nào. Ra đây. Đùa nhau đấy ạ. Ok. Đúng rồi, ra đây. Sơi bắn kêu rất sướng luôn nha anh em nhá. M21 nha, bắn kêu rất sướng nhá. Còn một cây là cây còn lại. Parafail nghe tên khó đọc vậy. Parafail này mình thấy trông nó bắn cứ lầm lởm kiểu gì ấy, không ngon đâu mọi người ơi. Mày cầm mồm đi. Cái Parafail này anh em nhìn này, bắn này. Nó chậm hơn cả M14 ấy, trông kiểu M60 ở phiên bản chậm. Tức là giống M60 ở phiên bản chậm hơn à? Thề luôn, cái súng bắn như quần què ấy. Đây anh em. Đùa nhau đấy à? Thế. Có cây súng bắn tỉa chắc là cây M21 bắn tạm được. Có thảo luận quá không dạ? Bây giờ là 2 giờ đêm rồi nhưng mà vẫn chăm chỉ để làm video, để có video up lên YouTube cho anh em xem. Cơ bản thì nhớ anh em quá, cũng như là cơ bản dạo này mình nhiều việc ấy, nên anh em cũng thông cảm nhá. Đây, tranh thủ đêm hôm rồi làm video up YouTube cho anh em xem. Ơ, cái tay tôi cứ... Tôi quen tay anh em ạ. Đêm hôm rồi mắt cứ díu cả lại mọi người ơi. Mọi người thương mình thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đêm hôm làm video... đậu xanh, lại anh em ơi. Chúng ta sẽ lại nha, tìm kiếm trận của cái chế độ đấy là sàn đấu tử chiến nhá. Yo. Thế luôn, nhìn cái con nhân vật nó thực hiện mấy cái động tác mà tôi mắc mệt luôn, trời ạ. Nãy giờ ngồi chơi nhưng mà chưa vào được game nữa nè. Ôi, cuộc sống này. Lâu vãi, tôi bỏ điện thoại đây. Ôi.